Đối với người Tày Nùng ở vùng núi phía Bắc, lễ cúng sằm tháng 7 là một trong ba dịp quan trọng nhất của năm. Riêng với người Tày, họ tin rằng mọi vật đều có linh hồn. Vì vậy, trong đời sống văn hóa, không thể thiếu lễ thức thờ cúng ông bà tổ tiên được thể hiện sâu sắc trong lễ cúng rằm tháng 7. Đó là dịp để họ thể hiện lòng thành kính và cầu mong mưa thuận, gió hòa, làm ăn thuận lợi, mùa màng bội thu. Ngày nay, cúng rằm tháng 7 vẫn là lễ thức mang tâm thức dân gian thiêng liêng, một nét đẹp của sinh hoạt cộng đồng. Ngày lễ rằm tháng 7 như là một trong những đặc trưng của người Tày. Và với người Tày ấy, thì đây là một trong những cái lễ thức quan trọng nhất. Ngoài cái việc thờ cúng tổ tiên thì nó còn liên quan đến thờ cúng trời đất, tức là những các cái vị thần trong cái không gian phù hộ cho cái đời sống của con người, cho cộng đồng. Ai cũng phải tham gia vào cái lễ hội này. Lễ cúng rằm tháng 7 không thể thiếu những sản vật do chính người dân làm ra. Ngay từ đầu tháng, những người phụ nữ Tày đã bắt đầu chuẩn bị những nguyên liệu cho ngày lễ truyền thống của dân tộc mình. Bắt đầu vào tháng 7 thì người dân ở đây đã rục rịch chuẩn bị lá, chuẩn bị gạo, củi các thứ để mà cho những ngày rằm này. Tối hôm 11 là cả làng bắt đầu đồng loạt ngâm gạo. Sáng 12 thì 100% các gia đình ở đây là phải mang gạo đi nghiền. Một trong những lễ vật không thể thiếu của ngày rằm tháng 7 là bánh chuối. Để có được những chiếc bánh ngon thì trước đó nhiều ngày, bà con phải lựa chọn những quả chuối to và chín đều. Chuối sau đó sẽ được lột vỏ, rồi phơi lên gác bếp cho đến khi khô và có màu nâu óng. Chuối khô sẽ được giã nhuyễn, trộn với bột gạo cho đến khi bột mịn, có thể nặn thành từng viên. Nhân bánh được làm từ đỗ xanh hoặc lạc, thêm chút mật mía và sữa nạo để tạo thành hương vị đậm đà. Bánh phải được gói bằng lá chuối rừng đã luộc chín và phơi khô. Có như vậy, sau khi hấp bánh mới không bị bục và sẽ có mùi thơm nhẹ nhàng. Người dân thì sinh sống ở những nơi gần rừng này thì họ hay trồng chuối, thì chỉ có chuối để mà làm nguyên liệu để mà làm cùng với bột gạo làm ra món bánh ngon, thì từ đấy là cũng theo cái phong tục truyền thống là cũng làm cái món bánh chuối này ạ. Phụ nữ người Tày thì ai cũng phải biết làm cái món bánh này. 5-6 tuổi đã được mẹ dạy làm món bánh chuối này. Đây là cái dịp mà để phụ nữ Tày trổ tài. Phụ nữ mà khéo léo thì mới biết làm cái món bánh này để mà bánh được ngon ạ, với gói đẹp ạ. Không có phụ nữ thì đàn ông cũng phải tập để làm, hoặc là nhờ anh em họ hàng làm hộ. Rằm tháng 7 mà nhà nào không làm món bánh chuối thì nó không thành một cái rằm của người Tày nữa. Bánh sau khi gói xong sẽ được hấp khoảng 1 giờ. Sau đó những chiếc bánh đẹp và ngon nhất sẽ được phơi khô rồi dâng lên bàn thờ ông bà tổ tiên. Người Tày không quy định số lượng bánh. Thứ quan trọng nhất là tính thiêng liêng và tâm thức của các thành viên trong tộc người. Sáng sớm 5 giờ là chuẩn bị đấy. Ai có lợn thì mổ lớn, mổ gà, mổ vịt, mấy con cá, đàn ông, chủ nhà dọn dẹp bàn thờ. Tầm 10 giờ thì phải cho mâm lên tổ tiên. Tổ tiên ăn uống, phù hộ cho con cho cháu. Không đâu, không ốm yếu, làm cái gì cũng phải đạt. Trong tâm thức của người Tày, mâm cúng rằm tháng 7 được chia thành hai dạng thức chính. Một là những loại bánh trái truyền thống và hai là thịt vịt. Bởi theo quan niệm của cộng đồng này, thịt vịt là sứ giả của mường trần gian với mường trời. Con vịt có công cõng gà trống vượt biển đi cúng sứ mường trời để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, những nét đổi thay đã in dần trên bản làng của người Tày. Nhưng ở đâu đó, dưới những nếp nhà truyền thống, phong tục cúng rằm tháng 7 vẫn được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Dù sống ở bất cứ đâu, người Tày vẫn luôn cho thấy sức sống bền bỉ, lòng tự hào và niềm trân trọng đối với những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.